Thực ra thì em cũng chưa có mối tình chính thức nào ạ. Gặp ai cũng chán hết trơn hả? Dạ không. Chơi làm chơi với bạn trai hay chơi với bạn gái? Đa số là gái nhiều hơn trai ạ. Rồi em chơi với bạn thì em có mau chán bạn không? Dạ không ạ. À bạn gái là chơi hoài mà bạn trai là mau chán. Mấy mối tình rồi? Chưa có mối tình nào. Hả? Em tên là Lê Thị Nguyệt Nga, năm nay em 25 tuổi, em đến từ Gia Lai và hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm công việc gì? Công việc chính của em là giáo viên. Dạ. Giáo viên dạy cấp mấy em? Dạy cấp 2 ạ. Dạy cấp 2. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn. Chào quý khán giả, em tên là Mạnh, em quê gốc từ Hà Tĩnh. Hiện thì em đang công tác tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Em làm gì? Em làm bên truyền số. Cụ thể là em làm gì? Hiện tại thì em đang là trưởng phòng kỹ thuật. À, làm kỹ thuật. Ồ. Chưa có nghe bạn trai nhiêu tuổi? Dạ em 26 tuổi chị. Bây giờ bạn gái hãy giới thiệu một chút xíu về mình đi em. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Ưu điểm của em là biết quan tâm chia sẻ với bạn bè, biết lắng nghe. Khuyết điểm của em có lẽ là nóng tính, với lại hơi kỹ tính và dễ chán. Dễ chán ở đây có nghĩa là tình cảm á. Ờ. Ví dụ gặp một nam mà không có hiểu em lắm hoặc là không có biết quan tâm tới mình hoặc là gì đó thì em sẽ rất là dễ chán. Dễ chán người yêu nguy hiểm lắm mà. Em trải qua mấy mối tình rồi em? Thực ra thì em cũng chưa có mối tình chính thức nào ạ. Gặp ai cũng chán hết trơn hả? Dạ không. Người quen bao lâu là em chán? Chắc là do em không có duyên với ai hết nên là thực ra gặp một thời gian thì hai người không có liên lạc nữa thì người ta đi lấy vợ mất tiêu rồi. Ráng nha, đừng làm gì cho bạn ấy chán nha. Chán là xong luôn á. Rồi bạn trai thì sao? Em điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em thì em biết hút thuốc. Nhiều không? Cũng không nhiều lắm đâu. Rồi bỏ bớt nha. Thường hay đi nhậu. Hay nhậu nữa. Hai cái điểm yếu ha. Thôi thôi. Cũng hay rụt rè trong cái vấn đề về tình cảm giữa nam và nữ. Mấy mối tình rồi? Chưa có mối tình nào. Hả? Lý do là sao em? Trước thì cũng có thích nhưng mà thích thì thích vậy thôi nhưng mà chưa đâu vào đâu hết. Đi nhậu quá ai chịu. Giờ có người yêu rồi bỏ nhậu bỏ thuốc được không? Em chưa. Hơi xui hả? Tức quá, sao hai người mà không có người nào có mối tình nào hết vậy? Em chơi làm chơi với bạn trai hay chơi với bạn gái? Đa số là gái nhiều hơn trai ạ. Rồi em chơi với bạn thì em có mau chán bạn không? Dạ không ạ. À bạn gái là chơi hoài mà bạn trai là mau chán. Em thích đi chơi với bạn bè hoặc là gặp một bạn nam nào đó trong nhóm thì mình đặt về vấn đề bạn bè nhiều hơn tình cảm nên mình chưa có nghĩ sâu xa như vậy. Em có thích cái cô bạn gái nào đặc biệt không? Dạ không. Em có chắc là em thích con trai không? Nhiều khi cũng nghi ngờ lắm nên giờ phải nhờ đến chương trình để tìm bạn trai cấp. Có nghi ngờ luôn hả? Rồi. Đó giờ có thích con gái không? Có chứ. Có nắm tay lần nào chưa? Chưa được nắm lần nào. Trời ơi. Em có nắm tay bạn trai nào chưa? Chưa có bạn trai. Gọi là người cuối cùng còn sót lại. Hai người còn sót lại. À hai người còn sót lại. Ủa đó giờ em có tán gái lần nào chưa? Tán rồi nhưng không có được. Tán sao? Thì cũng được bạn bè các anh chỉ cho cách tán. Chỉ là sao bí kíp tán gái của em sao mà không dính được gì cho nghe. Thì cũng họ cũng chỉ cho cách gặp mặt nói chuyện rồi rủ đi cà phê à. Đi khách sạn. Ôi cái gì vậy ông ơi? Cái gì chưa nắm tay mà ông đi khách sạn hả? Ông ơi quay cái ghế qua đây coi. Ông giỡn mặt hả? Bởi vậy mới ta mới bỏ chạy đó. Trời đất ơi, ai chỉ ác vậy? Ai chỉ vậy? Dạ bạn bè. Bạn em chơi ác quá. Rồi em có thí nghiệm với ai thử chưa? Dạ chưa được. Người ta chạy mất dép. Chưa có cơ hội để rủ đi. Không chắc cũng có thử rồi, mới quen nhau em đi khách sạn rồi. Trời sao? Trời ơi, tôi hiểu tại sao ông thế rồi. Mà biết kiếp nó có xài chưa, hỏi thiệt. Xài thì mới xài, chỉ xài cái cách để bắt đầu nắm tay thôi. Làm ta dè rồi, tại ta biết cái ý đồ sâu xa của chưa nắm được. Nhưng mà cái mặt cứ toát lên cái chữ khách sạn nên người ta đi. Hiểu không? Từng bước sao? Từng bước cái bí kíp đó, bước trang 1, trang 2, trang 3, trang cuối. Và nói nghe thử coi. Phải nói hết luôn. Đúng rồi, mình nói hết mấy trang rồi, tôi chỉ trang nào xài được. Đầu tiên thì cứ tập làm quen, nói chuyện vu vơ về quê quán. Rồi, quê quán à. Sau đó thì vẫn cứ tiếp tục như vậy, 4-5 hôm sau thì mình chủ động nắm tay họ đi. 4-5 hôm chủ động nắm tay. Rồi, sao nữa? Nếu mà họ rụt tay luôn thì thôi mình bỏ qua. Trời ơi. Vậy là anh chỉ mới đi được tới cái bước đó thôi đó đúng không? Rồi nếu rồi nắm tay mà nếu người ta để thì bước kế tiếp là gì nữa? Nếu mà họ thấy người ngượng run run có ý định giật thì mình nắm chặt luôn. Rồi, nắm được luôn rồi sao nữa? Mình chỉ cần mình nói khách sạn. Không có. Thì lúc đó mình chỉ cần nói câu sau này mà thành vợ chồng thì ông trời ông định rồi.
Còn bây giờ có duyên thì chúng ta cứ nắm mặt với nhau đi. Trời, ai đưa biết kiếp gì đâu. Tầm 7, tầm 3. 7, tầm 3 không? Trời, mới 4 năm hơn mà nhào vô nắm tay tới rồi. Tao đứng lên coi coi sao lỏng khổng lòng khổng vậy nè. Nhậu quá, hút thuốc quá mà mập không nổi. Cao mét mấy? Dạ, 1m72. Ngồi ngồi xuống đi, đâu có tật xấu gì nữa không? Không có đâu, chỉ hai cái đó. Muốn lấy người vợ như thế nào? Dễ nhìn, hiền, da trắng chứ. Cái gì không thích ở người bạn gái? Móc lai á. Móc lai là gì? Nhiều màu á. À, nhuộm tóc á hả? Có gì đâu không thích, ta nhuộm đẹp mà. Ta nhuộm phụ nữ phải làm đẹp chứ. Nhuộm nhiều màu quá, nhìn xấu chứ. Không, bỏ nhậu đi, người ta không nhuộm. Bên kia mà không nhuộm thì em về bỏ nhậu. Nhớ nha. Rồi, ok. Nếu lấy nhau về thì ở đâu? Đang có ý định mua đất ở Củ Chi. Ờ, phải vậy chứ. Bạn thích ở khách sạn được không? Đừng có nghe theo cái bí kíp của ổng nha không? Bình tĩnh thôi, ngồi Huyên đến qua anh xem đàn gái thế nào nha. Ồ, chào em gái. Nãy giờ em nghe anh ấy nói chuyện em cảm nhận như thế nào? Cũng là một người khá vui vẻ. Bạn thật thà, bạn không có giấu. Đúng rồi. Đó là một điểm rất hài lòng với bạn. Chứ không phải như người ta giấu đi thì em không thích. Nhưng mà thấy thế thì nó cũng hơi nhanh. Mới quen ở đây khách sạn này kỳ. Không, cái đó người ta dạy anh thôi. Mà anh mới làm có tới cái bước là hỏi thăm nhà cửa xong cái chuẩn bị nắm tay là người ta đi rồi. Người mẫu lý tưởng của em như thế nào? Nói chung là phải vui vẻ, tự tin. Anh này vui đó, anh thấy là vui rồi đó. Cao 1m7 là được rồi đó. Rồi. Có trách nhiệm với gia đình, với cuộc sống. Với lại một người hướng về gia đình nhiều hơn. Không có hói, không có bụng bự là em thích rồi. Em thì không thích một người đàn ông hút thuốc. Nhậu hút thuốc luôn nữa. Cái đó về bỏ được sau được mà. Em bỏ móc lai đi. Là anh bỏ uống rượu thuốc. Đây móc lai quá rồi luôn, móc câu luôn. Có hình mẫu giống ai không? Dạ có. Giống ai? Em thích diễn viên Hồng Đăng. À vậy à? Dạ. Hôm nay em đi có đi với người thân mình không? Dạ em có đi với em trai, em gái với lại bạn đồng nghiệp của em ạ. Chào, chào chú Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường. Rồi chào em. Trai hút thuốc không có gì cả anh ạ. Còn về còn về uống rượu á, thì là một người đàn ông phải có bạn bè. Gặp bạn bè thì phải uống thôi. Mình không uống không được. Trời đất ơi, em gì lạ lùng vậy. Bên thế nào vậy em? Chắc phe bên đây quá. Còn nếu anh có nhu cầu mua đất Củ Chi thì cứ liên hệ em. Ôi, bán đất hả? Trời ơi, khách hàng tiềm năng hàng chi chịu luôn. Nhậu nhẹt gì cũng chịu, bán đứng chị gái luôn hả em? Em nói vậy thôi chứ còn về anh chị tìm hiểu nhau. Quyết định sau là của anh chị. Nhưng mà thấy em thấy ảnh như thế nào? Anh được không? Được. Rồi, cảm ơn em. Đi với ai? Dạ, em đi với sếp của em. Sếp chị bí quyết rồi hả? Chào chị Cát Tường với anh Quỳnh Linh. Thấy Mạnh thì thật thà. Nói chung giao việc gì làm hoàn thành việc đó. Chỉ có sợ nhất là mũi nó làm không được, đó là cô gái không được thôi. Thành ra em mới giao cái bí kíp đó đúng không? Không, bí quyết thì chắc khả năng đồng nghiệp thôi, chứ còn em không dám. Cô gái cũng được. Tham gia chương trình này là một cái duyên, cho nhau cơ hội rất là điều tốt. Ông anh của mình sẽ nói thêm. Em gái đây thì theo anh thấy thì bên công việc thì nếu mà giáo viên thì thấy cũng rất là ok đó. Dạ. Yeah. Thấy được, cũng xinh xắn cũng được, theo anh nghĩ cũng được đó cậu ơi. Hợp lý ha anh ha. Tiến tới được, ok. Cảm ơn anh. Ăn thua là em quyết định thôi đó. Mạnh thì chỉ có một khuyết điểm là hơi yếu thôi. Kéo mà. Kéo mà. Rồi, không gian được của bạn đó. Xin mời hai bạn. Chào bác. Dưới nhắc Hoa Hoa kìa. Hoa là bài 1 đó. À, cảm ơn. Thực ra thì mình cũng, trong tình cảm thì mình cũng ít nhát lắm. Ví dụ nhà bạn thì có mấy anh chị em? 4 anh em. 4 anh chị em à? À. Ngồi thẳng coi ông trời, giới tính sao mà ông ngồi ông quằn quèo hoài vậy? Bạn gái nói chuyện xong là tiến hành trình bí kíp nha. Nhanh thân. Ông nhanh đâu thì hỏi, tấn công liền chứ. Bạn có gì muốn hỏi mình không? Có chứ, nhiều lắm. À, vậy thì sao bạn không hỏi? Em có dự định ở Sài Gòn luôn hay em về Đắk Lắk? Nga thì xác định lập nghiệp ở đây rồi. Nên là cũng muốn một người bạn nam của mình là lập nghiệp và sinh sống tại Sài Gòn luôn. Nga dạy ở chỗ nào? À, hiện tại thì Nga làm giám thị ở trường Võ Thành Trang và dạy tự do bên ngoài là chính. Địa chỉ á? Nga ở quận Tân Bình, còn làm việc ở quận Tân Phú. À, vậy cũng gần mà. Ủa, bạn ở đâu? Ở quận 12, phóng lên cái vèo tới liền. Ồ, sát, sát bên. Mình ở sát quận 12. Cảm nhận về nhau thế nào? Nhìn thẳng vào mắt nhau kìa. Đừng có lắc lư đâu cái đầu nha. Có cảm nhận gì về mình không? Không. Hèn chi ông ế là đúng ông nội. Bây giờ nhìn thẳng vô bạn gái ngồi im nè. Rồi, mình thấy bạn gái là người như thế nào? Dễ thương. Quá dễ thương rồi gì nữa? Mà tại sao ế đến giờ? Chi? Thiệt á, tự nhiên câu sao bỏ đi. Làm lại.
Em ơi, thí dụ anh muốn mời em đi chơi đi, hẹn giờ lúc nào? Em ơi, tiếp đi. Nếu anh muốn hẹn em đi chơi thì vào thời gian nào thì anh hẹn em đi được? Chỉ cần báo trước là Nga sắp xếp được lịch. Tại Nga dạy buổi tối thì thường là đi dạy kèm tại nhà, nên là lịch có thể thay đổi. Dạy tối nữa luôn hả? Dạ. Vậy gặp nhau thế nào được? Thường thứ bảy chủ nhật thì Nga ít khi xếp lịch vào ngày đó lắm. Vậy thứ bảy chủ nhật anh hẹn em đi chơi nha. Đúng rồi. Cho nắm tay cái nói chuyện, chưa có ai nắm tay lần nào hết. À vậy dạ. Rồi bây giờ mình tiến tới mình nắm tay 30 giây để mình cảm nhận. Thôi nắm tay không nói gì luôn á. Ủa, nắm tay cảm nhận. À cảm nhận hả? Ừ. Hồi đó chưa thấy ai chỉ nắm tay nó thôi. Đứng lên, mạnh mẽ lên coi. À, bên kia không cho hả? Xin. Nói trước đi nói. Nói sao? Nói em cho anh xin nắm tay một cái. Bạn muốn quen mình bạn phải mạnh mẽ tự tin lên. Ừ, nói đi. Cho anh nắm tay em. Đó. Rồi. Bạn. Nắm tay chứ phải bắt tay. Rồi đứng yên đi. Trời ơi, cái móng tay ông bà già dữ vậy. À, chưa quên chưa. Anh chặt vô. Cảm nhận thấy làm sao? Mềm, ấm. Nói với cổ kìa. Anh nắm tay em cảm giác mềm và ấm gì đó nói đi. Hơi run run á. Mình thấy bạn đang run á chứ mình không có run. Thì anh đang nói anh mà. Anh cãi gì nữa. Anh thấy cảm giác nắm tay em anh thế nào đó giờ nói. À, em muốn nắm tay anh suốt đời không? Trời ơi, khủng khiếp chưa? Ổng xé luôn rồi, ổng vô căn cuối luôn rồi. Thực ra thì nắm tay nhau suốt đời không thì mình nghĩ cái đó cần có thời gian. Hôm nay gặp trên đây là một cái duyên rồi. Còn cái nợ hay không á, thì Nga nghĩ còn tùy thuộc vào cả hai bên. Thôi mình tự sắp đặt luôn đi. Ủa cái trang này ai dạy hay quá vậy? Trang này mới nghĩ ra. Ờ đó, chính kiến của mình là được. Thấy không? Chính xác. Mình phải tự nghĩ ra, đừng học ý kiến của ai hết trơn á. Chứ giờ nắm mà hỏi khách sạn cái là bóp bóp liền, đúng không? Ảnh nói câu đó em phải trân trọng. Suy nghĩ thật kỹ nha. Ba tiếng đếm. Trở lại bí kíp cũ rồi. 3, 2, 1. Hết thời gian. Rồi bây giờ nắm tay đi. Lần đầu tiên các bạn sẽ hôn nhau. Lần đầu tiên. Hôn ở đâu anh? Thích đâu thì hôn ở đây. Nó yêu mà nó hỏi tôi hôn ở đâu nữa. Hôn đối diện luôn nha. Ừ. Cho không? Trời ơi, cho. Hỏi người hôn nghị mà họ cho không? Hôn nha. Ông hù dọa người ta quá, ông hôn thụ hôn lẹ đi ông ơi. Anh làm bối rối hơn luôn. Hôn đi. Anh quay phương khác nè. Hôn vậy tao không có thấy. Hôn má bên đây nè. À, hôn má bên đây mới được nè, mọi người thấy luôn, chứng kiến. À, em cố gắng chịu đựng đi, nhanh lên. Để Nguyên, để Nguyên. Để Nguyên. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Bóc chụp cái gì vậy? Thì hai người đi đâu? Tối rồi đi ăn thôi. Em tên là Thanh Xuân ạ. Hiện nay em đang làm ở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ạ. Em đến từ Bắc Ninh ạ. Em năm nay cũng 33 tuổi rồi ạ. Sống ở Hà Nội hay Bắc Ninh luôn em? Em sống ở Bắc Ninh ạ. Mời bạn trai. Chào anh Quân Linh. Chào chị Cát Tường và bạn kia. Chào các quý vị khán giả. Tôi xin được giới thiệu, tôi là Thọ, Đặng Chí Thọ. Sinh năm Quý Hợi 1983. Sống và làm việc tại Hà Nội. Ủa, bạn Thọ là từ Hà Nội vào đây luôn? Đã, em bay vào đây. Hôm nay có hai người từ Hà Nội bay vào, một người từ Bắc Ninh, từ Hà Nội ha. Bắc Ninh là cách Hà Nội bao nhiêu cây anh Linh? Cũng mấy chục cây à, cũng gần mà, không xa đâu. Thọ làm công việc gì? Em làm về giám sát các tập đoàn tài chính. Giám sát các tập đoàn tài chính. Bên em có quy định một số các cái nhóm công ty mẹ con hoạt động chính yếu trong lĩnh vực tài chính. Và có 2/3 các công ty hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm. Thì thuộc cái diện bọn em theo dõi và giám sát, hiện giờ là giám sát từ xa. Ồ, tôi nghĩ rằng là cũng hợp bên kia đó. Bên kia cũng làm về tài chính, về ngân hàng. Rồi, bạn hãy giới thiệu về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Ưu điểm của em thì cũng là một người phụ nữ và công dung ngân hạnh. Còn khuyết điểm thì em có một cái hạn chế là em cũng hay giở cao su. Ví dụ hẹn hò vậy là trễ bao lâu? Chắc là em cũng phải trễ tầm đến 10-15 phút ạ. Ôi, 10-15 phút thì chấp nhận được. 10-15 phút, phụ nữ lúc đấy đang trang điểm, em đợi đằng tiếng được ạ. Đúng rồi.
Cứ miễn là đi được việc là được rồi. Được rồi. Anh nói vậy là mai mốt cổ càng nghĩ lại, cô cho anh đợi nửa rồi anh đừng đổ thừa ông mai bà mối nha. Không sao chị ơi, em riêng phụ nữ làm đẹp thì em đợi được. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Cũng có tìm hiểu hai người nữa. Hai người. Vâng. Nhưng mà em nghĩ là do câu chuyện của duyên số. Và ngày hôm nay thì em cũng rất là có duyên để gặp anh Quyền Linh, chị Cát Tường, anh bên đây và các anh chị khán giả ở đây ạ. Em cũng rất hy vọng là biết đâu là có một kết quả tốt đẹp. Chị cũng hy vọng như vậy, khỏi uổng công mình đi vào đây xa xôi ha. Xin thông báo thế này nha, cái câu chuyện của hai bạn này để nói cho các bạn thấy rằng hôm nay bạn rất có duyên với nhau. Dạ. Lần trước chúng tôi đã thông báo lịch gặp hai bạn một lần rồi. Dạ. Nhưng bạn gái bên kia bận. Tháng trước đó thì em cũng thấy bên nhà đài thông báo thì lại có cái đột xuất. Tháng này mọi người thông cảm chút là đáng ra thì cũng có thể khó để em chạy vào trong này được. Nhưng mà cũng đã rất cố gắng để chạy vào đây và mong mọi người thông cảm chút là hiện giờ em đang khó về cử động, em đang bị gãy xương. Bạn bị gãy xương, thấy cái tay có thể không bắt tay được luôn nữa. Và đợt này bạn ấy cố gắng vào đây, như vậy là một cái duyên rất là lớn ha. À, bên kia cũng trải trải là hai mối tình rồi, tới mình chia sẻ việc của mình đi ha. Mối tình đầu tiên thì em yêu từ hồi sinh viên khoảng 4 năm nữa thì có chia tay. Sau đấy thì khoảng 6 năm sau thì em lại có yêu một người khác nữa, cũng được 2 năm. Tuy nhiên cái điểm mà lưu ý ở trong này đấy là sau khi mà chia tay cái người yêu thứ hai á thì có một thời gian em có gặp lại cái người tình đầu tiên á, và hai bên có với nhau một em bé con gái năm nay gần 4 tuổi. Tức là em trở lại mối tình đầu tiên. Đúng rồi anh. Và lấy nhau. Dạ đúng rồi. Có một bé gái. Dạ. Và đã ly hôn từ hồi năm 2015. Lý do tại sao ly hôn em? Thực ra thì ai cũng muốn giữ hạnh phúc gia đình cả. Nhưng mà có ba thứ em thấy là nó ảnh hưởng tới hôn nhân. Thứ nhất là lời nói đã buông đi. Thứ hai là những mũi tên về thù hận, về xích mích nhau đã bắn ra rồi thì khó thù lại. Và cái thứ ba là tình yêu đã mất thì rất là khó để có thể hàn gắn được, cho dù là cả em và cả bên vợ cũ đã có một số cố gắng. Tuy nhiên nhìn chung là hai cá tính quá là mạnh mẽ. Một bên nếu mà mềm đi, buông đi một chút thì ok. Nhưng nếu mà bên nữ mà vẫn cứ rắn quá và không chịu mềm để hai bên cùng hòa hợp. Hiện giờ là con đang ở với ai anh? Dạ, con giờ đang ở với mẹ chị ạ. Bạn gái em có suy nghĩ gì không về cái hoàn cảnh của anh? Hiện tại em có ngại gì không? Hiện tại thì em nghĩ là cuộc sống thì mỗi người một cái duyên ấy. Chắc là em cần phải ít nhất là em cũng phải nhìn mặt của anh và em có những cái buổi tiếp xúc nó gọi là trong những cái một cái khoảng thời gian để mình hiểu về nhau nhiều hơn, hiểu rõ về con người của nhau nhiều hơn thì lúc đó em mới có được những cái nhìn nhận chuẩn hơn ạ. Thôi cái chuyện đó một lát nữa thì hai người gặp nhau mình sẽ trực tiếp hơn về hoàn cảnh sống hay công việc của nhau ha. Đã bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Một người bạn trai thì em cũng rất là thích một người thứ nhất là một người tâm lý ạ, tâm lý hiểu và có thể chia sẻ cùng em mọi vui buồn trong cuộc sống ấy. Và thứ hai là khi mà mình sống là mình có thông cảm với nhau chứ, để không tạo một cái bất cứ một cái sức ép tâm lý nào cả. Còn gì nữa không em? Nói chung em cũng thích một người đàn ông lãng mạn một chút. Lãng mạn một chút. Vâng. Bạn trai em có phải là một người lãng mạn không? Em nghĩ em là người lãng mạn chị ạ. Em là người rất là chiều người yêu. Cái đấy gần như cũng là cái yếu điểm của em ấy. Tại vì sau này ấy, thì người yêu là hay có nuông chiều quá, thành ra nhảy lên đầu, lên cổ mình. Trời. Nhà em ấy là nội ngoại đều có gen kính vợ hết chị ơi. À vậy hả? Bây giờ bạn trai muốn tìm một nửa của mình như thế nào? Thực ra thì em có nhu cầu tiến tới tìm vợ ấy. Ví dụ em có cảm tình với cái đài cát của Ý Lan. Gần đây em có thấy rằng là em chỉ cần phấn đấu một phần của một chị thôi. Chị tên Dạ Thảo ấy. À. Được một phần chị đấy là được rồi. Gia đình chỉ cần thế là được thôi anh. Chào chị. Rồi chào. Bạn không thích điều gì ở người bạn gái? Đối với phụ nữ thì em nghĩ rằng là phụ nữ đừng có nói nhiều quá thôi chị. Thế là được, và đừng có soi mói người khác. Còn khi nào mà về làm vợ ấy thì đừng có cái thói là mong muốn kiểm soát, sở hữu và điều khiển chồng quá mức là được. Hai bên dầm qua dầm lại nhau, nhìn nhau, nhường nhịn nhau là được chị. Thế thôi. Bạn nghĩ bạn có tật xấu gì không? Tật xấu của em là tiêu hoa đấy. Nhìn chung là mình cũng sống tiết kiệm thôi, nhưng đôi khi hứng thú lên nữa là xóa luôn. Ngoài ra thì nhược điểm của em là nhiều khi mọi người nhìn vào ban đầu á là thấy em hay thuộc dạng khó, nhưng mà chơi với nhau khoảng độ qua được 2-3 buổi á thì em sẽ cởi mở hơn nhiều.
Nếu như bây giờ được thì mình nghĩ khi nào mình sẽ tiến tới hôn nhân? Đấy, em nghĩ rằng là hôn nhân thì khi mà tìm hiểu nhau, bạn nữ mà cảm thấy phù hợp. Thực ra hoàn cảnh của em nghĩ rằng một người phụ nữ cần phải có cái thông cảm, vị tha về có những hoàn cảnh riêng. Cho nên nếu mà cái thời điểm đấy thấy phù hợp mà thưa với bố mẹ hai bên ok thì mình tiến tới thôi, không quan trọng về thời gian. Em nghĩ cái đấy không quan trọng lắm. Rồi, được rồi, cảm ơn bạn. Rồi, đến quan thăm đàn gái coi sao nha. Xin chào anh. Xin chào em. Hồi nãy anh có nói là cái yêu cầu của anh kiếm người vợ nó giống như vợ của anh vậy đó. Và anh tên Dạ Thảo mà. Và anh này cũng hiền, dân miền Trung. Thấy em cũng hiền lắm á. Nhưng mà nãy có cái chuyện nó rất là nhạy cảm nữa, là chuyện tình cảm của anh á, đổ vỡ do cái người phụ nữ hình như là không chịu xuống nước, hình như căng quá. Vậy nếu như bây giờ hai người mà có một cuộc cãi vã nào căng thẳng lắm, em thấy không thể nào được thì em có chịu xuống nước không? Em nghĩ là cơm sôi rút lửa thì sẽ là tốt hơn. Thế vâng, thế nhưng mà có điều là nếu như mà anh lúc nào anh cũng luôn luôn cho là anh đúng thì cũng không phải là một cách tốt, bởi vì là đôi khi là mình phải biết lắng nghe thì và mình phải biết nhìn lại vấn đề để khai mở ra những điều tốt hơn ấy. Đúng rồi, vâng. Chính xác vậy, không phải là lúc nào mà cũng đúng hết, nhưng mà lâu lâu được lần thôi chứ không phải được hoài, đúng không? Lâu lâu anh có thể thể hiện tính một chút tính của anh cũng không sao ạ. Rồi, hôm nay em có đi với ai không? Em có đi cùng với cả anh nhà bác em ạ. Dạ, chào anh ạ. Anh thấy bạn bên đây thế nào, có hợp với lại em của anh không? Thì em nhìn qua cái phong thái như cái bề ngoài của bạn thì em thấy cũng được. Bạn tuổi 83 không? Dạ. Thì anh thấy được lắm em ạ. Rồi, cảm ơn anh. Em trai đi với ai? Em đi với bố em. Bố từ Hà Nội vào luôn à? Dạ vâng. Dạ, cháu chào bác. Anh Cát Tường, chị Quỳnh Lý, anh Quỳnh Lý với Cát Tường. Dạ. Đến hôm nay thì bác cho vài lời phát biểu về bạn gái bên này, bác thấy như thế nào ạ? Em chào bác đi. Vâng, con chào bác. Hôm nay rất cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai cháu nó gặp nhau. Dạ. Tôi thấy là đây là một cái cơ hội rất tốt mà để các cháu kết nối với nhau, giao lưu rồi tâm tư triển vọng với nhau để sớm đạt được cái nguyện mục đích và các cháu là mong muốn. Dạ. Rồi, cảm ơn bác. Chúng ta sẽ kéo màn lên cho hai bạn sẽ có một không gian riêng để nói chuyện với nhau ha, để hiểu nhau vì nhiều hơn. Kéo màn. Rồi, mời bạn. Không gian này luôn có các bạn đấy. Em chào anh. Thông cảm anh ấy. Anh có hoa tặng em. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Nhà em có món quà nhỏ tặng anh. Hy vọng là cuốn sách này nó sẽ giúp ích cho anh nhiều thứ trong cuộc sống ạ. Cảm ơn em. Thấy sách là thấy mê rồi đấy. Em cũng hay đọc sách lắm. Anh hỏi trước nhé. Em làm ở BIDV khu nào Bắc Ninh ạ? Em làm thành phố luôn ạ. Em ở nhà là có mấy anh chị em? Nhà em có 3 chị em là lớn, còn 2 em trai nữa. Thế tốt quá. Em cần hỏi gì anh không? Thế là anh hiện nay anh đang sống ở khu vực nào ạ? Anh sống ở quận Ba Đình ạ. Thế là anh quê gốc ở Hà Nội luôn ạ? Không, anh quê gốc ở Thanh Hóa. Anh ở Hà Nội mới được có 18, 19 năm rồi đó. Nếu mà hẹn hò thì chúng ta sẽ hẹn hò thế nào các bạn? Em nghĩ chắc là em chạy sang Bắc Ninh cho dễ. Còn cuối tuần nếu mà em rảnh thì mà có dịp thì mời em chạy lên Hà Nội. Anh cảm ơn anh ạ. Các bạn cảm nhận về nhau như thế nào? Em thấy bạn gái xinh xắn dễ thương. Với lần đầu tiên gặp mặt thì em thấy anh như thế nào? Em thấy anh có giọng nói rất là hay, nhưng mà em nhìn mặt anh em thấy hơi khó tính. Hôm đầu, hôm thứ hai, qua những buổi đêm em sẽ thấy anh sẽ hòa đồng hơn nhiều. Hồi nãy anh có nói là nếu như gặp gỡ lần đầu tiên thì chưa có thoát khỏi cái giống như tỏ ra tự vệ chút xíu, lần thứ hai là xóa luôn đúng không? Xưa sinh viên anh dạy cũng hay nói là anh nhìn có vẻ khó nhưng mà sau chơi dễ. Chúng ta đã nói chuyện với nhau, tất cả những cảm nhận đó bây giờ chúng ta nhắm mắt lại để xem trái tim mình có rung động hay không. Chúng tôi không khuyến khích các bạn bấm bằng mọi giá, mà hãy xem con tim mình nó mách bảo như thế nào. Bởi vì mỗi lần bấm nút chúng tôi luôn nhắc đó là một lần trao duyên cho nhau. Mình có rung động mình mới bấm, không rung động không bấm. Hãy để tay nút bấm các bạn. Đây, đây. Cái tay trái nó không tới. Thấy tay chưa? Phải, tay phải không bấm. Thấy chưa? Dạ, dạ. Thấy chưa? Ok anh. Ok. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian.
Bây giờ mình nắm tay thật này. Hôm nay là ngày đầu tiên các bạn đã có duyên để đến với chương trình, có duyên nói chuyện với nhau. Anh nghĩ rằng là thời gian sau cái duyên đó nó sẽ càng ngày phát triển nếu chúng ta gọi là thực sự của nhau. Cảm ơn anh, cảm ơn anh chị và cái ekip chương trình. Chào bạn gái. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Rồi, chúng ta hãy nghe phần giới thiệu của bạn gái nè. Chào chị Ngọc Lan, chào anh Nguyễn Linh. Xin chào. Chào khán giả trường quay. Em tên là Phùng Thị Trang, quê ở Bình Định. Hiện tại em đang ở quận 9 và em kinh doanh online. Năm nay mình bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 33 tuổi ạ. Mời em trai. Lời nói đầu tiên em xin phép chào tất cả toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Chào ekip chương trình và anh Cường Linh. Chào em. Chào chị Ngọc Lan và bạn gái bên kia. Dạ, chào bạn. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Văn Hoàng Hải. Em năm nay 34 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại quận 9 luôn. Quận 9 luôn hả? Dạ. Trời ơi, vậy chung quận luôn. Không chừng hồi kéo rào ra hai bạn. Hỏi đi, hỏi bạn bên đó coi quận ở chỗ nào, có gần nhau không? Em ở phường mấy em? Dạ, em ở Sông Hành á, anh gần đó không ạ? Anh ở Lê Văn Việt chắc cũng gần. Sát bên đúng không? Bên, dạ. Vậy là khỏe rồi, có rồi, duyên tôi nghi hai ha. Bạn này mở rào ra cái thì biết nhau quá à. Khi gặp luôn. Em trai làm gì ở Lê Văn Việt vậy? Dạ em làm bên sửa chữa ô tô anh. Em là sửa chữa luôn đúng không? Dạ. Ui, nghề này ngon hot nha. Khuyến mãi cho, em khuyến mãi cho. Khuyến mãi ha. Dạ. Rồi bạn gái mình có ưu điểm gì nè? Dạ em có ưu điểm là em hòa đồng, vui vẻ và có thể bắt chuyện với người lạ. Và em biết quan tâm yêu thương người bên cạnh và yêu thương ba mẹ của mình. Nhược điểm của em là em nóng tính nhưng mà em có thể kiềm chế được. Em không có đảm đang, với lại em không có đi xe được trong thành phố. Em sợ phải sợ. Dạ em không biết đường, với lại nó mất thời gian của em quá. Chứ bình thường em di chuyển bằng gì? Dạ em đi Grab. Trời ơi, thôi hy vọng là sau chương trình này em sẽ có người đưa đón em đi. Dạ em cảm ơn. Bên đây ta sửa xe, ta mượn xe, ta lấy xe, ta đưa đi có gì đâu. Nhiều khi ta có xe rồi chưa biết nữa. Ha em trai ha. Dạ. Rồi bây giờ em cho nhà gái biết là ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là người rất là mạnh mẽ và em có tính tự lập từ nhỏ, tự lập cao lắm. Tức là em có thể tự nấu cơm hay là giặt đồ hay là mọi vấn đề trong cuộc sống là tự em tự túc hết. Tốt. Mình nói chút xíu đường tình duyên của mình đi cho nhà gái nghe đi. Từ thời trẻ giờ em ít có mối quan hệ yêu đương lắm. Vì hồi đó hồi thanh niên 21 em có quen mối tình, em quen cả năm á. Thì thời đó em còn vô tư lắm, thanh niên ít có quan tâm đến bạn gái á. Với là cũng chỉ lo đi học nghề làm vậy thôi chứ không có bận, chưa có sự nghiệp tiền bạc gì, vì nhà em cũng nghèo. Thì thấy không hợp quan điểm thì thôi bạn chia tay. Thì em làm tới 2015 em quen, là em có một lần đổ vợ rồi. Có vợ, một lần em vợ có rồi. Gia đình rồi. Dạ. Em quen một người đó, vợ cũ em. Năm rồi tới 2016 em đám cưới. Thì hồi đó theo em quan điểm thì người ta hay nói là yêu đương loạn quạng á. Cũng phải là lớn, cũng phải là nhỏ. Thì nếu mà cái sự cố gắng mà của em và vợ cũ em, nếu mà hai người cùng cố gắng thì có thể xây dựng nó lên bậc cao hơn được. Nhưng vì yêu đương, tình cảm nó chưa đứng lớn. Mỗi người cứ lơi vậy rồi. Quen nhau bao lâu thì cưới? Cũng một năm anh. Một năm rồi ở nhau bao lâu? 4-5 năm á. 4-5 năm? Dạ. Có mấy cháu rồi? Em có một cháu 4 tuổi thôi. Trai hay gái? Dạ, con gái. Vậy thì cuối cùng là tình yêu không đủ lớn để có thể giữ lại cái cuộc hôn nhân đó đúng không? Dạ đúng rồi. Em nghĩ là vậy nguyên nhân đó. Rồi hai vợ chồng ly hôn lâu chưa? Em ly hôn năm 2020. 20, năm nay 2 năm rồi. Dạ. Rồi con ai nuôi? Con thì còn nhỏ ở với mẹ. Ở với mẹ. Rồi đó là cái tình trạng của bên nhà trai đó. Rồi vậy thì đường tình duyên của mình như thế nào? Dạ đường tình duyên của em thì em trải qua 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thì thời sinh viên. Cũng không có gì cả. Thì mối tình thứ hai của em là người chồng của em cưới năm cuối 2013, đầu 2014. Và cưới khoảng vài ngày tới ngày Tết là có chuyện nên là sau đó ly thân trong một thời gian dài là 5-6 năm rồi thì em mới bắt đầu ly dị. Nhưng tại vì là em nghĩ là em không có đi bước nữa cho nên em bỏ luôn, em không có làm giấy tờ. Thì gần đây thì em muốn tìm bài bạn đời cho nên là em mới làm giấy tờ ly dị vào năm ngoái. Ồ, sao mà nó trung chuyên quá vậy em? Bên kia vậy? Cũng đã ly hôn. Dạ thì chắc là anh còn ăn chơi á. Rồi em có em bé không? Dạ em có bé được
gần 9 tuổi rồi chị. Rồi về nhà gái sống với ai? Dạ bé sống với em nhưng mà em bận công việc nên em gửi ngoại. Dạ thôi hai người coi như là mỗi người đã lỡ một chuyến đò, thôi giờ mình kiếm chiếc đò nào mình đi chung cho nó chắc chắn chút xíu nha. Bây giờ cái hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào em nói cho chị biết coi. Dạ hình mẫu lý tưởng của em thì em cũng không có một tiêu chuẩn gì cả, nhưng mà là người đó là dễ nhìn một xíu, với lại em cũng không cần cao hay thấp, nhưng mà em cần người ta là biết yêu thương người bên cạnh này, biết bao dung với một người phụ nữ đơn thân này. Và có công việc ổn định, biết chăm lo cho gia đình, yêu thương bản thân để mà yêu thương người bên cạnh nhiều hơn. Với lại là bạn ấy lãng mạn một xíu, tại vì em không thích người khô khan. Yêu thương, bao dung, lãng mạn chút được không em trai? Em lãng mạn lắm hả? Em lãng mạn lắm hả? Rồi. Có điều gì em không thích ở đàn ông không? Dạ em không thích hút thuốc, nhậu nhạt. Nhậu thì cũng được nhưng mà đừng có quá lắm. Hút thuốc em... có không? Có hút thuốc anh. Có hả? Dạ. Nhiều không? Ngày cũng nửa gói. Giờ dạ. Bỏ được không? Hiện tại thì em chưa có suy nghĩ là bỏ nó. Nhưng mà sau này thì mình tùy vào cái trường hợp. Ví dụ như thời điểm hồi xưa em có con em cũng bỏ. Không phải là bỏ vì gì, nhưng mà mình hút thì nó ảnh hưởng thì em không hút nữa. Đúng rồi, giờ mai mốt ví dụ như có vợ mà không chịu được phải bỏ đó. Dạ. Còn mình muốn tìm một nửa của mình như thế nào? Cái người phụ nữ của em á là em muốn gắn bó lâu dài, là về ngoại hình em không quan trọng, về học vấn em không quan trọng, về tài chính hay tiền bạc cũng không quan trọng vấn đề đó. Nhưng mà cái quan trọng của em á là người phụ nữ phải có đạo đức, có cái tâm tốt thì mới đi với em đến đoạn dài được. Em sống nặng tình cảm lắm, với là rồi. Thường thì một người mà có đạo đức, có tâm tốt thì thấy có những cái thứ khác tốt hơn nhiều rồi, cho nên mình cũng không. Rồi, để chúc coi hai bạn gặp nhau coi thế nào thôi. Chứ tôi thấy bạn gái chào rất là xinh lên. Luôn đó nha. Chào nhà trai. Xinh đẹp luôn. Dạ, ta thường nói lên. Là phụ nữ gọi gái là một hồng, con đó. Hồng nhan bạc phận. Gái một con. Trong mòn con mắt. Gái một mắt nhìn có một con. Tụt mút luôn. Chơi vui thôi. Thật ra là gái con hay gái hai con gì cũng quan trọng. Quan trọng là cái tâm hồn đúng. Của người ta thôi, đẹp là được rồi, đúng không? Thí dụ như bây giờ muốn tái hôn á, dạ. Thì em có muốn liền không? Năm, hai năm hay có tiêu chí gì không? Dạ em muốn trong năm nay, tại vì là em thấy dần ngọ tốt tam hợp thì em thấy em hợp với năm nay. Năm nay. Bên năm nay đó, năm nay đó mình có nhắm được không? Quan điểm của em thì ví dụ mà 2 tháng sau vẫn được, hoặc là 2 năm sau vẫn được, nhưng mà nó tùy vào cái tình cảm của hai người, với sự hiểu biết mà mình cảm thấy nó chín chắn. Anh bảo đảm em gặp cô gái là có tình cảm ngay, nó phù hợp với mình đó, tại vì hôn nhân là nó đi đến trọn đời lắm. Như em một lần với bạn kia cũng một lần rồi, cho nên em thực sự là để mà chia tay một cuộc hôn nhân nó đau đớn chứ, cho nên là em không muốn mà nó xảy ra thêm một lần nữa, nên em muốn phải đúng rồi, mình phải thấu hiểu được. Bạn trai suy nghĩ như vậy cũng tốt, lỡ một lần rồi không muốn có lần nào nữa, lần này phải chắc chắn luôn. Dạ. Đó. Vậy là bạn đó cũng gọi là chững chạc rồi đó. Đúng rồi. Ha? Bây giờ mình hỏi người thân đi. Em bạn trai đi với ai cơ? Em đi một mình, tại vì dịch em giáo bây giờ nó có lý do công việc đột xuất. Ừ, có đứa em sao? Gái mà em gái bận rồi. Rồi. Yên tâm, ngày cưới nó sẽ có mặt. Mình đi với ai em? Dạ em đi một mình. Một mình luôn đúng không? Dạ. Ở Bình Định là ở đâu? Dạ em ở Bồng Sơn. À ở Bồng Sơn. Dạ. Rồi. Như vậy mình mở rào cho đúng hai rồi. Bạn gặp thôi. Mở rào. Âm nhạc làm gì hụt thẫn cái vậy? Âm nhạc này cà giật cà chọt quá. Rồi các bạn, anh nghĩ là các bạn đủ để các bạn có thể quyết định cuộc đời của mình rồi đó ha. Đủ kinh nghiệm, đủ trải nghiệm rồi. Nào bắt đầu đi. Dạ cảm ơn anh. Đứng đó nhận quà của mình. Em có một món quà tặng anh, đây là cái máy rửa mặt. Em muốn anh lúc nào cũng sạch sẽ và trái tim em cũng lúc nào cũng màu hồng như vậy nữa. Cảm ơn. Dạ. Rồi, hai bạn về chỗ. Đây chị cầm hoa cho. Bây giờ mình đối diện với nhau, mình nói chuyện đi nào. Cảm nhận về nhau như thế nào? Nói chung là bận nữ thì em mới gặp thấy cũng xinh. Nhưng mà hồi nãy em xin lỗi cái là em không có nghe rõ bạn là nữ là tên. Dạ em tên Trang, em 33 tuổi. Em sinh năm 90, không biết anh sinh năm bao nhiêu ạ? Anh 34 tuổi, anh sinh năm 88.
88. Dạ. 35 tuổi đó. Thì mà em nói ở Bình Định, em ở huyện nào? Em ở huyện Hoài Nhơn. Có cái trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Trong chương trình anh không ghi là muốn quen bạn gái hoặc người ở Bình Định, nhưng thật sự trong lòng anh rất thích Bình Định. Anh là người quê gốc ở đâu ạ? Anh gốc ở, ba mẹ ở Huế nhưng mà anh sinh ra ở Bình Phước. À dạ. Vì sao anh thích người phụ nữ Bình Định? Thì anh có mối duyên là anh có những người bạn ở ngoài Bình Định. Dạ. Ngày xưa anh ra anh mở quán cà phê ngoài Quy Nhơn. Dạ. Ở ngoài đó anh thấy cái con người ở đó, người ta nói chung là quá chất phác mà quá hiền, quá dễ thương quá. Đúng rồi. Thì anh muốn ở ngoài đó. Thật thà chất phác, Bình Định tốt lắm ông ơi. Mà người ta thẳng anh tính lắm. Rất mê dạ. Bình Định rất luôn. Là thẳng tính. Nên, anh nói với mấy đứa bạn mà kêu mày kiếm cho tao đứa phụ nữ ở ngoài Bình Định ra khoe người ra ở ngoài luôn. Cái dự định anh cũng thích ra Bình Định ở. Dạ. Em thì em thích định cư ở Sài Gòn. À, lúc nãy em nghe anh nói là anh mong muốn một người phụ nữ của anh là có đạo đức. Nói chung là anh muốn như vậy cũng được, nhưng mà người phụ nữ nào cũng có hai mặt, cũng là một phần người một phần con, thì cái đó là do phụ thuộc vào người đàn ông bên cạnh. Chứ còn em nghĩ ai cũng hiền cả. Không, nó hiền không phải là hiền, ví dụ vậy. Có thể là đạo đức thì nó nói nó phạm trù nó rộng quá. Dạ. Thế mà anh ví dụ khá là người ta có cái tâm tốt, người ta biết yêu thương những người, yêu thương người khác, yêu thương bên nội bên ngoại gia đình, hay là dạ. những người ngoài xã hội không quen, nhưng mà mình cảm thấy những hoàn cảnh cần giúp đỡ hay gì đó, mình có sự đồng cảm. Dạ. Thì nếu mình làm được như vậy, người ta mới có một trái tim nhân hậu mới làm được. Thì dạ. người ta có một cái tâm tốt và cái đạo đức, có nghĩa đây không phải là dạ thưa vâng dạ rồi vậy, nhưng mà đạo đức có nghĩa là cái đạo đức sống á. Dạ. Mình sống là nó phải có một cái nhân cách tốt. Thì anh chỉ cần vậy thôi, chứ ví dụ đối với anh thì cũng không phải là giàu, nhưng mà anh cũng không có yêu cầu là người phụ nữ mình phải làm bôn ba, hay là phải là học vấn cao hay là xinh đẹp thôi. Nếu như em thích độc lập, em thích tự do, em không muốn làm dâu thì sao ạ? Thì đối với anh thì cái đó cũng bình thường, cũng được, tại vì anh cũng ở Sài Gòn, anh lập nghiệp ở đây. Dạ. Có một mình nè. Ba mẹ anh đang ở Huế hay sao ạ? Đang ở Bình Phước, mẹ anh ở Bình Phước. À dạ. Còn có mẹ thôi, một mình mẹ ở Bình Phước thôi. Mẹ Bình Phước. Dạ. Thì anh cũng không có xác định về Bình Phước ở, cho nên là nói chung mọi người ai mà lấy anh thì cũng chỉ ở với anh thôi. Lúc nãy anh nói là con anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Con anh tới giờ là hơn 4 tuổi rồi. Nam hay nữ ạ? Con gái. À dạ, em cũng con gái. Chúng dạ, anh thích thấy... con gái. Dạ anh thấy em như thế nào? Thì anh thấy vẻ bên ngoài thì xinh xắn. Còn ví dụ về tính cách thì anh thấy em cũng theo cái suy nghĩ của anh thôi, thì anh thấy cũng hiền. Không để mà những cái quan điểm sống á, hay là những cái mà tính tình rồi thì mình trải qua quá trình mình tiếp xúc, mình tìm hiểu, mình gặp gỡ hay là mình nói chuyện lâu á, dạ. mình mới dám khẳng định là đánh giá một con người như thế nào được. Mình thật ra là em nóng tính, anh có nhắm có kìm được em không? Thì thường người Bình Định nó thấy ai cũng nóng tính hết mà. Nếu như em nóng tính thì anh sẽ như thế nào? Thì anh không quan điểm là từ xưa đến giờ luôn là anh... Không, anh làm gì để kìm em lại? Thì thường nếu mà em nóng tính đúng không? Dạ. Thì anh sẽ không bao giờ mà anh tranh luận vấn đề mà quấy rầy vấn đề đó với anh im lặng luôn đúng không? Ngay thời điểm đó nữa. Anh im lặng luôn đúng không? Đúng rồi. Ví dụ em đang cào lên quá, anh không thể nào mà đứng cãi. Nhưng mà em không thích người im lặng cơ. Thế nhưng mà tại vì cũng quan điểm của anh là vậy đó, anh không có thích tranh cãi với phụ nữ, thực sự là vậy. Dạ. Là đánh phụ nữ rồi bạn này tranh cãi anh cũng không muốn nữa. Anh không muốn thà anh nói nhưng mà anh không tranh cãi vẫn được, nhưng mà anh im lặng là em không chịu. Thì tranh cãi thì lúc đó anh mà nói có nghĩa là đang tranh cãi đó, vì em đang nóng đó mà. Thì anh phải làm sao cho em dịu xuống chứ, đúng rồi, không? Chắc chắn anh phải nói vấn đề là đúng sai cho em biết chứ. Dạ. Thì thường là người phụ nữ mà nó có như thế nào thì một phần là cũng do người đàn ông, mình mới biết cách để mình dạ. kiểm soát đó. Nói chung là em muốn trong mọi chuyện em là người luôn luôn đúng lúc đó, còn sau đó anh có muốn sai hay đúng thì anh phân tích sau, còn nếu anh muốn hơn thua với em lúc đó thì anh chiến thắng cũng đâu có vẻ vang gì đúng đâu rồi. Mình nhưng mà với điều kiện là cái hoàn cảnh dạ. thường anh còn ví dụ hoàn cảnh mà chỗ đông người hay là chỗ khách khứa hay chỗ họ hàng là mình không thể nào như vậy được dạ. Cái đó nếu mà em như vậy thì nó chứng tỏ là cái bản tính con người vậy mình rồi. Anh cho em hỏi là lý do vì sao anh chia tay ạ? Anh chia tay là nói chung để trong cuộc hôn nhân mà mình kể ra cái nguyên nhân chia tay thì nó nhiều lắm, thực sự là nó rất là nhiều. Nguyên nhân chính là gì ạ? Nguyên nhân chính là nó chỉ mà hai người không có vì nhau á. Dạ. Người ta hạnh phúc là phải xây dựng từ hai người mà phải cố gắng lắm.
Chứ còn mà nếu mà cứ ngày nào cũng gặp mặt ăn cơm uống nước đi làm về gặp như vậy nó không phải là xây dựng đâu. Thế hiện tại anh đã chuẩn bị kiểu vì nhau chưa? Có chứ, anh kể cả ngày xưa anh cũng vì á, anh vẫn cố gắng này nọ, nhưng mà tại vì người đó tự đưa đơn lên tòa rồi quá trình dài quá thì tòa cứ gọi anh biết thì anh phải lên anh ký thôi. À, chứ không cái nào dạ. Người ta tự đưa vậy đơn là rồi. Anh vẫn cố gắng níu giữ nhưng mà người ta không chịu. Đúng rồi, tại vì dạ. Anh thừa biết là cái hôn nhân mà nó chia tay là nó xảy ra nhiều hệ lụy lắm. À, cho nên dạ. Anh đâu muốn vậy, tại vì người ta muốn quá muốn rồi mình buộc phải ký. Dạ. Chứ còn anh có điều gì muốn hỏi em không? Anh chỉ muốn hỏi em cái là quan điểm của em về cái cuộc hôn nhân á, về tình yêu mà sắp tới nè. Ví dụ như em với anh mà ví dụ có quen lâu dài hay kết hôn thì quan điểm của em là mình làm như thế nào để mình xây dựng cái hôn nhân nó bền vững được. Em không có nói chuẩn về cái quan điểm của em, nhưng mà em muốn là một người đàn ông của em á biết yêu thương, biết bao dung, lãng mạn. Chứ em không có muốn người khô khan. Là nói chung nhà này phải có nắp. Có rồi, cái nắp như thế nào mới được? Em không biết cái nắp đối với anh là như thế nào, chứ đối với em là cái nắp của em nó hơi bị cao. Mà cái nắp đó là ai? Ai là nắp? Dạ em chứ. À, tôi thấy ông Mai tôi bên đó hơi hơi e dè đúng không? Thật ra chị chia sẻ với em như thế này nè. Cái câu chuyện mà hai bạn sẽ tìm hiểu nhau đó, nó sẽ là nằm ở cái thời gian nó lâu dài ở phía sau này nữa, chứ không phải là ở trên sân khấu này. Trên sân khấu này chúng ta chỉ có thể nói với nhau sơ bộ về tính cách của nhau thôi, để coi chúng ta có bấm nút hay không. Nhưng mà chị chia sẻ, chị không biết là những điều em nói là em nói thiệt hay là em nói đùa. Nhưng mà theo quan điểm của chị là một người đã từng đổ vỡ và một người đã từng yêu rất nhiều. Thì chị nghĩ nếu như em muốn có một cái gia đình mà nó như em mong muốn, em muốn có một cái cuộc sống nó bình yên á, thì mình nên hạ cái tôi mình xuống một tí xíu để nó hòa nhập với những cái người xung quanh mình nữa. Mình đừng ép người khác rằng là mỗi khi cãi nhau mình phải là đúng. Cái đó là nó chỉ phù hợp với lại những bạn trẻ, những bạn mà 18, 19, 20 á, kiểu vậy á, thì các bạn còn trẻ, các bạn còn thời gian để các bạn làm việc đó. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng, bản thân em cũng đã có một gia đình rồi, cũng đã có một đứa con rồi, thì những cái việc đó mình trưởng thành rồi thì mình phải biết cái nào đúng, cái nào sai. Dĩ nhiên trong một cái cuộc tranh luận, trong cái chuyện tình cảm, kể cả là hai người yêu nhau hay là tình cảm cha con, tình cảm bạn bè đi chăng nữa, chúng ta không phân định đúng sai ở đây. Đã gọi là cảm xúc với nhau thì nó không phải là đúng sai, mà là chúng ta giải quyết cái đó nó như thế nào. Thì mình, chị nghĩ là nếu mà em nói vậy là bạn này sẽ sợ đó. Bạn này sẽ hơi quay, em không sợ đâu đó. Chưa chắc sợ. Em đừng nói em không sợ. Chưa chắc sợ. Cô ấy đã nói thật tất cả mọi thứ. Bây giờ thì rất là cảm ơn bạn nhau. Này rồi, rất cảm ơn bạn này là vì bạn này rất là thật. Nhưng mà ở đây em chỉ muốn chia sẻ về nếu mà chúng ta muốn có một cái cuộc sống nó lâu dài hơn một chút thì cái đó chúng ta nên điều chỉnh một chút xíu. Cái này là chị nói thiệt đó. Dạ. Chị chia sẻ rất là thật lòng. Bởi vì đừng có bảo vệ cái tôi của mình nó nhiều quá, nó sẽ rất sau sẽ có những cái điều em sẽ rất là hối hận. Cái này là chị nói thiệt. Cho dù lúc đó em từng có nóc nhà rồi đó, cho dù lúc đó em đúng đi chăng nữa mà em cứ cố em dành cái phần đúng về mình thì nó rất là khó. Một lần hai lần người ta có thể nhường nhịn em được, nhưng gặp cái lúc mà người ta vấn đề tâm lý, người ta cũng không tốt thì người ta sẽ không, ngay tại thời điểm đó nó giọt nước nó tràn ly, nó sẽ làm cho người ta cảm thấy ủa sao lúc nào tôi cũng phải nhường nhịn em hết, mà sao không lúc nào em nghĩ cho cái mà chúng ta đang cố gắng. Em thí dụ cái đó là cái mà chị chia sẻ rất là thì Lan thì nó đúng à, nhưng mà thí dụ như bạn gái nói vậy em có thể chịu được không? Thí dụ giờ mình thỏa thuận nhau mà như chị Lan nói đó, có lần thì anh cứ cho em đúng ví dụ lúc em đang vui đi thì em vẫn nhịn bình thường, nhưng ví dụ trong những cái ngày đó công việc áp lực rất là nhiều rồi, tiền bạc các kiểu ví dụ vậy đang áp lực rất là nhiều rồi, nhưng mà ví dụ gặp người phụ nữ của mình người ta không có thông cảm chia sẻ mà người ta lại còn cố như vậy nữa thì có thể là mình bộc phát thời điểm đó. Có thể là một tiếng sau em sẽ nhận ra mình như vậy thì nó hơi quá, nhưng mà thời điểm đó mình không khó mà kiềm chế được vì người đàn ông thường là vậy. Đúng. Vậy là cái áp lực nó rất là nguy hiểm, cái áp lực công việc. Cái quan trọng là các bạn có bình tĩnh để mà nói chuyện được với nhau ngay tại thời điểm đó hay không? Tùy theo lúc nào nhà có nóc, lúc bão có nóc cũng khó lắm á. Nhà là phải có nóc, nhưng cái nóc đó mình phải uyển chuyển làm sao để mình bảo vệ được cái nóc của chính bản thân mình. Chị đã từng trải qua những cái chuyện này rồi. Chị đã từng banh nóc chứ. Rồi,
đó là thật ra cô gái đó chân chân thật cứ nói hết những cái gì mình ấy đi rồi còn cái gì nữa không nè, bây giờ hai người cứ nói chuyện thoải mái. Bây giờ hai bạn đã đủ lông, đủ lông đủ cánh rồi đó, trưởng thành hết trưởng rồi, trưởng thành hết rồi, đã một đã lần từng đổ vỡ rồi, thành ra phải nói thật với nhau tất cả mọi thứ, không có giấu gì với nhau. Như tính cách cô này em rất thích nè, cổ đúng nói rồi, rất là thẳng, nhưng mà dĩ nhiên có những cái mình chị đứng ở cái vị trí này thì chị cũng rất là muốn chia sẻ với em, bởi vì chị sợ sau sân khấu chị sẽ không còn gặp em để chia sẻ cái việc này. Nói thôi chứ không đến mức gì đâu, nhìn em gái không đến mức gì đâu. Bởi vì mình nãy mới hỏi là nó giỡn hay là không, nói thiệt đó, nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy đâu, đúng không em gái? Dạ, còn nhiều khi bà nhỏ bé quá nên bà phải xù lông trước, bà phải làm trước vậy đó cho người ta sợ. Nhưng mà thật ra anh nói em trai nãy giờ á, là bạn gái nói em có sợ gì không? Không, em không sợ gì á. Bản lĩnh đàn ông có gì đâu sợ. Em bản lĩnh mạnh lắm. Em biết sao không? Em đủ bản lĩnh á thì em sẽ lay chuyển được cô này. Dạ. Nhiều khi cô này á, ngày xưa cổ kiểu giống như là cổ tổn thương nhiều thì đâm ra là cổ phải tự bảo vệ bản thân cổ xù lông ra, cổ phải tự nói như vậy đó, anh chịu không chịu thôi, chứ cái tính tôi nhất định là tôi sẽ như vậy chứ tôi không nhường nhịn như ngày xưa nữa. Dạ. Kiểu vậy. Nhưng nếu như em mà đủ bản lĩnh, em sẽ thu phục cô gái này về trong vòng tay của em một cách dễ dàng. Rồi bây giờ mình giải quyết cái chuyện này mới quan trọng nè. Hả? Bây giờ là thí dụ hai đứa đến với nhau. Yeah. Thì em phải lo luôn cô con gái cho cái đó em hiểu không? Thì quan điểm của em vậy này. Tại vì ai cũng có con hết rồi mà anh. Thì tất nhiên ví dụ mình muốn mà người phụ nữ của em á, người vợ của em á, mà yêu thương con riêng của em, thì ví dụ đầu tiên em phải yêu thương con người đó trước, là cái đó liệu chắc chắn ai cũng vậy thôi. Thì nhưng mà với em thì cho dù là không có yêu thì em vẫn thương con, ví dụ người ngoài hàng xóm em vẫn thương được mà. Em sống nặng tình cảm cho nên về tình cảm là em rất là vậy thì tốt. Tại vì con của bạn này á, là mẹ không có cho gặp nữa ha. À, thật ra nếu mà như vậy thì có đứa con gái này cũng rất là dễ thương. Đúng rồi. Dạ. Và mình cũng muốn sinh thêm một đứa nữa không? Ví dụ có, em muốn có điều kiện muốn sinh nhiều đứa luôn đó chứ. Con muốn sinh thêm đứa nữa không? Dạ em chỉ sinh thêm một thôi ạ. Một thôi. Quan điểm cũng rõ ràng. Bạn một này rất rõ ràng á. Bây giờ chị hỏi cái này nó cũng quan trọng không kém. Đó là em đã chuẩn bị gì cho một cái đám cưới sắp tới, cái cuộc sống của bản thân em, của vợ em. Về cuộc sống thì về cái mức lương hay thu nhập hay công việc của em thì nó ổn định rồi. Thì còn đám cưới thì em trả lời theo quan điểm thì cứ đám cưới thì cứ tổ chức thôi, thì có tiền. Nhà cửa như thế nào? Không, nhà thì bây giờ em chưa có nhà. Chắc là phải ở trọ ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn thì thực sự khi là... nào mua được nhà? Nếu mà dự định của em mua nhà ở Sài Gòn chắc phải tầm 3-4 năm nữa mới mua được. Có dự định rồi. Là tốt rồi. Giá đúng rồi, có dự định là... Thật ra không cần phải em ở Sài Gòn đâu, em ở mấy cái vùng ven cũng được. Quận ven Sài Gòn là đúng cũng rồi. Tốt mà. Ở đâu chúng ta cũng sống được hết. Miễn sao chúng ta yêu thương nhau là đúng. Được rồi. Có khi về Bình Định mở luôn, em thích ở Bình Định. Đây, ta muốn lập nghiệp Sài Gòn ông ơi. Về Bình Định cũng tốt, Bình Định giờ phát triển. Quy Nhơn giờ đáng sống lắm. Quy Nhơn giờ về đó ăn bánh hỏi lòng heo có ngon không? Ché chứ ngon quá chứ. Về đó có rượu bồ đá ngon. Nói tóm lại là ở đâu cũng được hết. Dạ, đúng rồi, em qua điểm em. Vấn đề ở đâu mình có tiền là mình ở thôi. Dạ. Đừng có phân biệt ở đâu hết trơn. Dạ. Đúng. Mà anh thấy Bình Định Quy Nhơn giờ cũng đang phát triển dữ dội lắm không sao. Đó. Chúng ta đã tỏ rõ những quan điểm hết rồi. Bây giờ thế này, em muốn gì, em suy nghĩ gì về người đối diện của em, em phải bước tới em nói điều đó. Rồi, này, nói cho bạn ấy biết suy nghĩ của mình. Nắm tay bạn ấy. Mạnh mẽ lên nào, lãng mạn lên nào, bạn ấy thích lãng mạn đó. Thì anh chỉ muốn nói với em vậy nè. Mình đến cái chương trình này là nó có là cái duyên rồi. Còn mình mà để mà đi đến được với nhau hay không á, người ta hay kêu là cái phận. Nhưng mà theo anh không, đó không phải là phận, mà đó là sự cố gắng của hai người. Mình muốn đến được 10 năm thì mình cố gắng nhiêu đó, mình đến 50 năm mình cố gắng nhiều hơn nữa. Thì anh hy vọng là trong chương trình này nó ngắn ngủi thời gian lắm, thì mình cho nhau cơ hội mình tìm hiểu. Thì để mà biết đâu lỡ sau này anh đưa em vào một cái ngôi nhà mà nó hạnh phúc nhất thì sao. Hay. Mình không thể nào biết trước được, nhưng mình phải cho mình một cơ hội. Chứ lỡ mình để vụt mất thì nó uổng phí cái cơ hội đời mình. Dạ. Đúng. Bạn trai cũng là một người quyết liệt, một người có thể đủ bờ vai để chúng ta nương tựa. Cô này cũng rất là giống tôi. Cô này cá tính đó. Cổ là con chim sợ cành cong, cho nên là bây giờ bước tới một cái cuộc sống mới với một người mới, cổ sẽ đưa ra những cái quy định cho bản thân cổ để cổ không phải lặp lại những cái chuyện của ngày xưa, cho nó an toàn. Cổ chọn một cái giải pháp an toàn, cho nên cổ đưa ra vậy đó, ai chịu thì tới, còn không chịu thì thôi. Nhưng khi mà đã thuyết phục được cô này rồi thì cổ sẽ rất là nhanh chóng ngã vào vòng tay của người đàn ông thôi.
Nào, rất là tội nghiệp. Hai người suy nghĩ cho nó kỹ, bởi chúng ta đã đổ vỡ một lần rồi. Để tay mình nút bấm, quyết định bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Khi chúng ta bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với quyết định của mình, có trách nhiệm với nút bấm đó. Nút nào anh Linh? Đây. Còn không thích thì không cần bấm vào nút đó. Chúng ta để cơ hội đó cho người khác, đừng cướp đi cơ hội của ai cả. Còn nếu chúng ta nói đây, đúng rồi, mình phải cho cơ hội tìm hiểu, bấm liền luôn. Quyết định luôn các bạn nha. Chị rất là hy vọng hai bạn bấm nút, bởi vì chị rất là thích cái cuộc tình này, thích tính cách của hai bạn. Và chị tin rằng là ở một cái tương lai, hai bạn sẽ có một cái cuộc sống hạnh phúc và bù đắp được những cái tổn thương ở quá khứ cho nhau. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1, 2, 3. Hết thời gian. Nào, xem. Ồ, em gái không bấm. Tại sao vậy em? Dạ, em chưa đủ tự tin với mối tình này. Chưa đủ tự tin về vấn đề gì? Sao thấy anh mong manh quá. Mong manh dễ vỡ hả? Không có mong manh đâu, tại vì em nấy chưa thể hiện thôi. Dạ. Thật ra nấy cũng mạnh mẽ đó, nhưng mà hình như trước em anh hơi nhút nhát chút xíu, đúng không em trai? Em người cực kỳ mạnh luôn anh. Cực kỳ mạnh, bản lĩnh lắm đó. Em sợ những lúc bão giông anh lo anh chạy mất. Không chạy đâu. Con người có, này cũng có phải là đâu. Do em không có niềm tin vào bản thân em không? Dạ em không tin rằng là mình sẽ có được một cái câu chuyện hạnh phúc ở tương lai, đúng không? Dạ. Em không tin điều đó hả? Dạ. Thật ra đó là một điều rất là tội nghiệp. Đúng. Ra người ta đã bị một lần tổn thương rồi, họ không muốn bị tổn thương nữa nên họ có thể làm những cái rào cản xung quanh mình rất là kỹ. Em có quá nhiều rào cản cho chính bản thân của em trong cái câu chuyện em chia sẻ, những cái suy nghĩ của em chia sẻ, chị nhận thấy được điều đó. Không sao, bởi vì em, nó chính là bản thân chị. Cuộc sống còn rất là nhiều người có thể hợp với em. Dạ. Hôm nay trên sóng truyền hình sẽ có hàng triệu người xem, biết đâu họ sẽ bấm cái nút đó cho em. Dạ. Liên lạc với chương trình, không sao đâu. Dạ. Có rất nhiều cô gái cũng sẽ bấm nút cho em, bởi vì em cũng là người đàn ông mạnh mẽ, nhưng cố gắng mình thể hiện ra bên ngoài chút xíu vậy thôi. Thật ra phụ nữ muốn nghe, muốn nhìn ha, nên thể hiện ra chút xíu. Anh tin rằng em sẽ làm được điều đó. Dạ. Một chàng trai cũng mạnh mẽ lắm nha. Cuộc sống không ai chọn cho mình một cái khó khăn vất vả, những cái nỗi buồn đâu, nhưng mà thôi, đó là số mệnh rồi. Cố gắng chúng ta xóa đi những cái số mệnh đó, chúng ta cố gắng làm lại từ đầu để có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Dạ. Chúc hai bạn sẽ luôn luôn gặp mọi điều may mắn trong cuộc sống. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình và hạnh phúc mãi mãi. Dạ, chị rất là thích em á, chị mà nhỏ tuổi hơn em là chị bấm nút rồi. Thì có sao? Hả? À, máy bay cũng được mà. Mất công người ta nói lên làm MC mà giật hết trai của chương trình cũng kỳ. Nói vậy thôi chứ biết đâu được. Ngày nào đó chúng ta sẽ bắt gặp một điều gì đó của nhau thì sao? Dạ. Chị nghĩ vậy nè, nếu như mà em thật sự em thích bạn gái này á, thì em cứ giữ liên lạc. Tụi em cứ nói chuyện với nhau, sau khi bước xuống sân khấu này cho nhau một cái cơ hội. Mình làm bạn cũng được em. Làm bạn mình đi làm nha. Em được khóa chặt trái tim của mình quá. Dạ. Nó cô đơn lắm, nó mãi, sẽ rất là buồn. Mãi bên nhau bạn nhé. Em nếu mà em thật sự thích cô gái này thì em cứ làm cái việc đó. Cô em lên. Mở được cái bức tường của cô theo gái này thì đó. Em là một người rất là giỏi. Theo anh là được đó. Xin số điện thoại tấn công vào quận 9 luôn. Gần bên mà. Gần bên cô mà. Này không phải không thích em đâu, nhưng mà vì cô còn sợ cái rào cản của bản thân. Hãy giữ lấy món quà này, trái tim này nó đã bằng vàng một đoạn rồi. Cố gắng về si bằng vàng hết luôn, cho nó vàng đều luôn. Giữ lấy làm kỷ niệm nha. Yeah. Bó hoa đó cứ về để đó. Yeah. Biết đâu ngày nào đó nó càng khô nó lại càng thơm. Biết đâu ngày nào đó bó hoa khô nó sẽ hồi sinh thì sao. Yeah. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Đây là bộ son do thép Vina Kiwi gửi tặng cho bạn gái. Đây là xà bông, bóng xà bông, ý bán xà bông. Sáng làm MC, tối bán xà bông của anh Quyền Linh gửi tặng các bạn xài thử đi. Dạ, tốt cảm lắm. Ơn. À. Đây là cốt hủ tiếu, một sản phẩm của Quốc Việt Food. Cảm ơn. Giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Dạ. Mỗi bạn sẽ nhận được một bếp điện từ của Toshiba. Đây. Dạ, cảm ơn. Đây. Cố gắng liên lạc nha. Dạ. Làm bạn với nhau, rủ đi uống cà phê đi. Tâm sự với nhau, biết đâu bạn bè có thể giúp nhau những cái lúc mà khó khăn trong đúng cuộc sống. Rồi cái gì nó đến, nó sẽ đến. Từ tình bạn có thể đến tình yêu, mà từ